Sau gần một tháng tranh tài, giải bóng đá Olympic 2030 lần 8 Cúp Phú Đồng Group đã chính thức khép lại với nhiều trận đấu quyết liệt, hấp dẫn trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị của 12 đội bóng ở nội dung doanh nghiệp và doanh nhân. Xuất sắc giành chức vô địch ở bảng doanh nhân là câu lạc bộ doanh nhân Khánh Hòa Sài Gòn, giải nhì thuộc về câu lạc bộ doanh nhân Họ Hồ, giải ba đồng hạng thuộc về câu lạc bộ doanh nhân 2030 và doanh nhân trẻ Long An FC. Ở bảng doanh nghiệp, giải vô địch thuộc về đội Lưới Công Trình, giải nhì và ba lần lượt thuộc về đội Kiến Trúc LTC và Trần Anh Group. Giải bóng đá câu lạc bộ 2030 là giải đấu thường niên, có phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và là sân chơi bổ ích cho các doanh nghiệp là thành viên câu lạc bộ 2030 và các doanh nghiệp khách mời.